Hey, chào mừng các anh em đến với thủ thuật mới là chúng ta làm những cái list file các anh em mình nha. Có nghĩa là những cái danh sách file này kia thì các anh em á thì có thể làm những cái list như ý muốn để chúng ta dùng cái list đó chúng ta chia sẻ mọi người cũng như là trên cái nhóm hay là trang này kia ha. Đây, ví dụ đây, em sẽ lấy những cái list danh sách này bằng cái văn bản để em chia sẻ. Chứ nếu mà em đi chia sẻ file thì không không có ok cái này mình nha. Rồi em sẽ lấy tiến hành như sau. Rồi em sẽ dùng một cái phần mềm thì trước đây em cũng giới thiệu với các anh em đó là phần mềm Indeed File List Maker nè, thì hàng này nó không có chạy được trên cái WinBE, thành ra em bó tay rồi, em phải tìm cái phần mềm khác nó đòi nét framework các anh em mình nha. Thì coi như hàng này em lỗi nó đi ha. Dùng trên Windows thì ok chứ dùng trên WinBE thì em chưa xài được. Rồi bây giờ chúng ta tiếp đến với một cái shop khác cái này mình nha. Rồi xin giới thiệu với các anh em là cái file lister này rất là hay cái này mình nha. Các anh em muốn cài là chúng ta phải cài cái Java, cài Java nó mới chạy được cái này mình nha. Java thì nó gồm cái bộ Java như sau. Nói chung là em sẽ tích hợp chung vô đây, chung cái Java cho các anh em mình xem nha. Để các anh em dễ 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 làm việc hơn. Cái Java này thì em đã cài rồi. Tùy vào cái WinBE hỗ trợ như thế nào mà chúng ta sẽ cài được hay không các anh em mình nha. Thì các anh em xài WinBE tiếng Anh thì nó sẽ ra tiếng Anh cũng cũng dễ thao tác. Thì em sẽ chia sẻ hết những cái file này, nguyên cái bộ này luôn, bộ sưu tập này luôn. Nó những có những cái nó những cái hay riêng các anh em mình nha. Nên thành ra em sưu tầm nhiều 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 cái chương trình. Thì chia sẻ thêm với các anh em luôn những cái shop mà đặc biệt này kia em tìm trên Shopee là chính, thì chia sẻ với các anh em từ xưa xưa tới giờ rồi. Trên shop này em tìm rất là nhiều cái chương trình cũng như là phần mềm hay và độc quyền luôn. Nói chung là những cái lập trình kỹ thuật viên IT này kia giỏi là họ đều lập trình rồi họ up lên đây không các anh em mình nha. Thì cũng có những cái shop mà nó cũng chưa được biết tới, cũng chưa được cập nhật kịp. Nhưng mà khi mà cái admin hay là cái ban quản trị mà Shopee họ biết được cái shop đó hay là họ sẽ tích hợp vào hệ thống cái này mình ha. Rồi thì các em có thể search theo cái danh sách là file list hoặc là file may, file may đấy, file list đây, file may thì nó cũng ra vài chương trình đấy. Thì các em có thể là dùng từ khóa cũng như là tìm cái thông tin hay shop gì muốn tải về sử dụng thì các anh em cứ gõ từ khóa trong đây ha. Đặc biệt cái Shopee thì nó sau khi tải xong thì cái nó sẽ hiển thị ra những cái shop mà có tính năng tương tự tương đồng đấy, thì các anh em có thể nghiên cứu thêm đây đây nó các anh em nhìn cái link ở trên là nó không thay đổi nha. Đấy đấy thì những cái shop này em tải xong rồi thì nó sẽ cho ra một cái trang như vậy. Rồi em ngưng giới thiệu qua cái phần shop ha, em tiến hành đi thẳng vào vấn đề. Thì cái file lister này á thì các anh em á làm sử dụng như sau. Em ví dụ em sẽ chọn cái mục torrent ngoài desktop này. Cái mục torrent ngoài desktop này nó gồm những cái file này em chuẩn bị chia sẻ với các anh em, nên thành ra em sẽ làm video này luôn. 79 file này các anh em mình nha, 1.819 MB không thành vấn đề. Rồi chúng ta chọn Browse, Browse là chọn cái desktop và chọn cái tên thư mục đường dẫn. Tùy các anh em muốn chọn thư mục nào thì chúng ta chọn cái đó ha. Xong rồi chúng ta bấm vào list file. Đó, nó sẽ hiện ra nguyên cái danh sách file trong cái thư mục đó. Rồi hình ra các anh em muốn save đó, thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta save nha. Đấy. Rồi chúng ta có thể save vào desktop nè. Với thư mục là ABCD thì tùy các anh em nha. Để chúng ta lưu theo cái tên shop đi, tại vì em giới thiệu hai ba cái tên shop lận thành ra một lát sợ nó bị nhầm. Rồi những cái tùy chọn này nó cũng không có khác biệt gì mấy, thành ra các anh em có thể nghiên cứu thêm coi nó có khác biệt gì không, chia sẻ với em thêm nha. Chủ yếu là giới thiệu sơ qua cái phần mềm thôi các anh em mình ha. Rồi thì em mở lên các anh em xem, các anh em sẽ thấy đây cái danh sách này rất là ok. Nó không có cái dung lượng size của mỗi file và cái đường dẫn của cái file này, có nghĩa là đường dẫn thư mục của chứa cái file này các anh em mình nha. Thì các anh em muốn dùng tính năng đó thì chúng ta dùng cái shop khác nha. Hiện tại em chỉ chia sẻ cái này trước là chúng ta dùng cái list file đúng
cái tên của cái file mình cần thôi. Bây giờ ví dụ em thấy cái này nó dư thừa quá đi, và em muốn đổi đi, em muốn đổi thì các anh em làm như sau. Chúng ta bấm hình đơn C ngay cái khoảng mà nó trùng lập giống nhau hoàn toàn, đa phần là trùng lập những cái này, thì các anh em đổi như sau. Các anh em bấm vào đây, đây file relay, rồi các anh em bắt cái đầu tiên đó, là cái chúng ta cần đổi, cái thứ hai là cái chúng ta muốn đổi mới. Rồi ví dụ đi, khoảng cách dấu cộng khoảng cách, rồi chúng ta bấm relay on đấy, các anh em thấy không, thì nó đã đổi thay đổi hoàn toàn đấy. Thì các anh em muốn đổi như thế nào thì tùy các anh em nghiên cứu thêm chúng ta đổi ha. Rồi bây giờ em save cái văn bản này để chia sẻ với các anh em trong cái list danh sách này cũng như cái file này ha. Rồi tiếp đó chúng ta qua một cái shop khác để chúng ta nghiên cứu thêm. Rồi qua một cái list 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 này xong, cái nào xong rồi em xóa luôn, để một lát em không biết cái nào xong cái nào chưa xong rồi các em mò lại nữa. Rồi cái này là cái file tổng em nén nè, em sẽ chia sẻ cái file tổng này nè. Rồi cái file này là cái file file reader, đây file cài đặt đây. Cái file này chúng ta cài đặt xong thì chúng ta chạy bình thường các anh em mình nha, tại em cài rồi. Để em coi coi nó có cái phần tự chạy không nha. Đâu rồi, file reader không, cái file này là cài đặt các anh em mình nha, chứ không phải là cái file mà tự chạy nha. Các anh em cài xong, tại em cài xong rồi em click vô nó chạy luôn. Rồi thì chúng ta vô vấn đề chính luôn đi ha, các anh em thích thì các anh em có thể cài. Cái phần mềm này em nghĩ nó cũng dễ tương thích đó, nó không cần Java linh tinh. Nhưng mà dùng nó hơi rắc rối xíu, lại cái giao diện mới mở lên các anh em nhìn thấy không, cái giống như tiếng Đức tiếng gì đó, tiếng Đức tiếng 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 Pháp gì em không biết nữa. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái tổng quan giao diện thì nó có những cái thư mục như sau, chúng ta có thể để mặc định cái anh em mình nha. Cái phần này chúng ta add file nè, đấy add file thì chúng ta chọn cái file tổng, cái file trong thư mục chúng ta chọn tổng file chúng ta cần add cái anh em mình nha. Đó rồi chúng ta open nè, đấy open nó không thấy cái list danh sách gì cả, ở đây nó chỉ hiển thị là 79 file thôi. Nếu mà nó hiển thị đúng cái thông tin file trên đây là ok các anh em ha. Rồi sau đó các anh em bấm save dưới đây, đây save góc phải dưới này đấy. Rồi chúng ta tạo một cái list danh sách thôi ha, mặc định thì nó sẽ tên cái file list nè, đấy em có thể em save luôn ha. Rồi đấy, ở phần này á, cái shop này nó hay cái là nó hiển thị luôn cái size dung lượng của cái file, và nó hiển thị ngày giờ tạo và cũng như là cái đường dẫn của cái ổ đĩa thư mục mà chúng ta chứa những cái file mà chúng ta đã save ra. Thì em ví dụ những cái này nó linh tinh, nó giống nhau quá nè, cái tên đường dẫn thư mục thì nó giống nhau rất là nhiều, thành ra em muốn muốn che nó đi thì các anh em thì cũng làm tương tự như hồi nãy thôi ha. Thì chúng ta bấm relay nè, chúng ta paste cái đường dẫn nó vô đây, và chúng ta ví dụ bấm ba chấm gì đi. Rồi đó thì nó sẽ đổi lại như vậy, chúng ta dễ quan sát dễ nhìn hơn, đỡ bị rối mắt hơn các anh em mình nha. Rồi chia sẻ với các anh em tới đây thôi ha, còn lại các anh em nghiên cứu thêm nha. Thì ở cái shop này thì chúng ta có thể là có thêm được cái size cũng như là ngày giờ và cái tên đường dẫn chính xác đường dẫn thư mục luôn các anh em mình ha. Thì các anh em muốn lưu lưu file mà chi tiết thì chúng ta nên dùng cái shop này thì rất là ok, còn chúng ta chỉ lấy danh sách thôi thì chúng ta dùng cái shop đầu chia sẻ nha. Rồi mấy cái khác thì các anh em nghiên cứu thêm, còn không mặc định thì nó sẽ như vậy các anh em mình ha. Rồi ok, tiếp theo thì chúng ta, rồi em xóa cái này đi, valid cái phiên bản 1 này nó cũng giống như cái phiên bản ấy thôi, nó không khác biệt gì mấy cả. Rồi em xóa bớt đi ha, để nhiều quá rối các anh em mình hơi rối. Rồi còn một shop rất là hay các anh em mình nha, shop đó là đây, đây shop đó em sale rồi nè các anh em mình nha. Ở lộ em cài rồi nè, đấy các anh em có thể cài ha, cài nó có hiện hai ngôn ngữ, thì cái quá trình chúng ta cài thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có gì đặc biệt ha, cài như những cái phần mềm bình thường thôi. Ủa em nhầm mà, xin lỗi các anh em nha. Shop nào ta, hồi nãy còn một cái shop nữa, còn cái shop muốn chia sẻ với các anh em mình nữa. Distro, distro này không phải
Sapa. Cái đây là cái bộ Office Office em mini nè, có hai máy mê cũng rất là ok. Rồi shop nào, thôi vô lại cái mục download đi. Sáng giờ bây giờ là 12:40 phút trưa rồi các anh em mình nha, em chưa ăn gì hết nên thành ra là cái não nó hoạt động không có được trơn tru cho lắm, các anh em thông cảm nha. Tại đêm qua thức hơi khuya, 2-3 giờ sáng rồi mới ngủ. Rồi cái phần đó là phần nào, cả list rồi hình như là đây các anh em ơi. File file name lister hình như là ấy rồi mà, đây đây các anh em mình nha. Hồi nãy em giấu cái icon nó vô rồi. Cái bảng này là bảng bản quyền các anh em mình nha, nó cho dùng thử demo thì các anh em có thể dùng. Trên VBE thì rất là ok, chúng ta dùng thử mà, trên VBE thì chúng ta dùng thử là vô số lần luôn, thành ra các anh em không có sợ cái khoản này ha. Cái giao diện rất là trực quan các anh em mình nha, mới mở lên là chúng ta nhìn thấy thích rồi, ít hơn hai cái shop kia rồi ha. Thì cái phần này nó cho chúng ta chọn cái đường dẫn của thư mục các anh em mình nha. Rồi chúng ta ví dụ chọn cái đường dẫn torrent này đi, rồi xong rồi chúng ta bấm start là đó, nó sẽ quét tất cả các file, xong rồi chúng ta extract và export file, có thể là save lên dạng CSV hoặc là TXT đấy. Rồi chúng ta save ngoài desktop với định với cái file file mấy click. Rồi em lấy cái tên này đi ha. Rồi đấy, nó tự động nó save cái định dạng TXT, thành ra các anh em không có cần gõ cho cái đuôi TXT vào ha. Rồi chúng ta mở lên xem có gì đặc biệt nè. Cái phần này nó hay á là nó cho cái đường dẫn thư mục chứa là đầu tiên. Cái shop thứ hai á em giới thiệu á là nó có thời gian, có dung lượng size và cái đường dẫn thư mục, nhưng mà nó nằm phía sau, còn thằng này thì nó nằm phía trước anh em mình ha. Nhìn như thế này thì nó cũng cũng không có đến nỗi khó nhìn, nhưng mà nó cũng ok các anh em mình nha. Thì ở cái phần này chúng ta có thể chỉnh lại như cái phần kia là chúng ta relay các anh em mình nha. Đây chúng ta có thể relay rất là đơn giản thôi đấy, chúng ta pass ra nè đó, rồi chúng ta ví dụ khoảng cách dấu cộng khoảng cách, rồi chúng ta relay on là nó sẽ ra nguyên cái đấy, nguyên cái danh sách như thế này rất là ok. Chúng ta có thể dùng cái shop này cũng ok, thay vì cái shop đầu tiên ha. Thì cái shop đầu tiên và cái shop này á, thì em nhận định cái shop này thì các anh em không cần phải cài Java. Cái shop đầu tiên thì chúng ta cài Java, nhưng mà không biết là có cài Java không, tại em cài Java rồi mới chạy shop này các anh em mình nha, các anh em tắt thêm giúp em nha. Rồi nói chung là trong ba shop này thì em đánh giá cao về cái giao diện cũng như là cái tính năng á, thì hàng shop này nó lại trực quan hơn nè, nhìn nó dễ hơn, nó đẹp hơn nè, cái menu này kia các kiểu thì nó ok hơn. Nhưng mà được tiếc một cái là nó là cái phiên bản bản quyền, nếu các anh em dùng trên Win BE thì ok, dùng trên Windows thì chúng ta nên dùng cái shop đầu thì ok hơn các anh em mình nha. Rồi rồi xin chia sẻ với các anh em tới đây thôi ha. Thì cái phần mềm này thì nó cũng mang lại cho chúng ta rất là nhiều lợi ích khi chúng ta muốn thống kê những cái file cũng như cái list danh sách toàn bộ cái ổ cứng chúng ta cũng như là ổ đĩa chúng ta, để chúng ta thống kê thông tin lại những cái file nào mà chúng ta cần các anh em mình nha, chúng ta cần để chúng ta lưu lại những cái cần thiết mà chúng ta sợ chúng ta quên thiếu sót những cái file mà chúng ta chưa có lọc lại, hay là chúng ta muốn chia sẻ cái file nào đó bằng cái văn bản thì chúng ta dùng như thế này thì rất là nhanh gọn lẹ các anh em mình ha. Thì em ví dụ thêm một xíu nữa đi, em ví dụ cho một cái folder khác chẳng hạn. Đây em ví dụ cái folder này đi ha, rồi em sẽ bấm start, rồi đây nó sẽ quét hết luôn. Đây đây là cái bộ driver offline các anh em mình nha. Nó quét rất là lâu. Giờ rất là nhiều file các anh em ha. Để coi. Wow. Ok.
Ok, hay là cũng xong rồi, em sao với thử cái định dạng CSV này xem. Rồi em sao ngoài desktop ha, em bấm a đi. Rồi ok, cái này có thể mở với văn bản nha. Đấy, nó vẫn ok, vẫn ra bình thường ha. Rồi đấy, trong cái này thì nó có, thì chúng ta có thể đổi cái đường dẫn này, đường dẫn gốc này. Đấy, để cho nó hiện lên những cái kia thôi. Đấy, relay, relay. Rồi, lộn lộn. Đây cái nào nha, tại nãy em copy chưa có xong, chưa có ok. Đây, pass ra nè, relay on nè. Đấy, hình như thế này nó sẽ bị thiếu sót. Nó bị thiếu sót, nó bị thiếu sót là nó vẫn còn cái đường dẫn thứ một nữa các anh em nha. Rồi ok, chúng ta test lại thử cái này các anh em mình nha. Rồi em chọn lại cái đường dẫn thứ một coi coi nó ok không các anh em mình nha. Ổ e đây. Ai đất đây. Rồi em ok. Rồi bắt đầu file nó đã thống kê được 1212 nè. Rồi em bắt đầu em save thử coi nha. Save cái file này coi. Nè, SD. Rồi. Đây, nó sẽ ra danh sách này cái này mình nha. Wow. Đấy. Rất là chi tiết các anh em ha. Ok. Rồi, bây giờ em save lại với cái file TT cái này mình nha. Save lại với cái file TT coi nó ok hay không. Em lưu như thế này đi cho chúng ta dễ đỡ mất công ấy nè. Rồi. Đấy. Ồ, ok các anh em ha. Thì với cái shop này á thì chúng ta save thì nó có cái đường dẫn cái thư mục, thành ra là những cái thư mục khác á thì chúng ta không thể nào đổi luôn một lượt. À, ví dụ đây, thư mục index nè, thư mục driver nè, những cái thư mục này khác nhau thì chúng ta đổi nó mất thời gian cái này mình nha. Thành ra chúng ta dùng shop này á, thì mình khuyến khích á, là chúng ta dùng những cái file cùng một thư mục thì chúng ta đổi nó sẽ hay hơn, giống như là cái phần đầu em đổi cái tên cho các anh em đã xem á ha, thì nó rất là nhanh. Nếu mà nó nhầm trong nhiều cái thư mục con nữa, thành ra chúng ta đổi nó không có ok bằng các anh em mình nha. Rồi hoặc là các anh em dùng cái shop thứ hai á, là nó có cái đây các anh em nha. Cái shop thứ hai thì nó sẽ lưu luôn tất cả tất tần tật luôn, nó lưu tất tần tật cho các anh em xem luôn. Nói chung là em đánh giá cao về cái shop này. Nếu mà các anh em muốn lưu nhiều thông tin, còn các anh em mà muốn lưu ngắn gọn thôi, ngắn gọn mà chi tiết thôi thì chúng ta nên dùng cái shop này. Thì đối với WinDE thì chúng ta dùng, tại vì đây là có cái shop bản quyền các anh em mình nha. Không thì chúng ta dùng cái shop đầu tiên, như em đã chia sẻ các anh em mình ha. Thì trong ba cái shop thì tùy vào mục đích và nhu cầu các anh em mình lựa chọn cho nó phù hợp với cái chúng ta đang cần để chúng ta sử dụng các anh em mình nha. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong video tiếp theo. Bye bye.